Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Việc kể tên những danh nhân lịch sử với thái độ hời hợt, có phần đùa cợt của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã thổi bùng lên sự giận dữ của dư luận. Theo ghi nhận trên báo Dân Việt, Huỳnh Trần Ý Nhi bị chỉ trích khi xếp tên mình ngang hàng với những nhân vật lớn của lịch sử. Trên khắp các diễn đàn hội nhóm kêu gọi tẩy chay Huỳnh Trần Ý Nhi, số đông khán giả cho rằng thái độ và cách trả lời của tân hoa hậu đã thể hiện kiến thức về lịch sử của cô rất nông cạn. Mới đây, nhà văn Nguyễn Văn Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã đưa ra quan điểm của ông trước những phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi trong thời gian gần đây, đặc biệt là việc tân hoa hậu trả lời câu hỏi của MC. Ở Bình Định có ba người nổi tiếng, em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và Vu Quang Trung. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều khẳng định, tôi đã phải cười đau khổ khi nghĩ đến câu chuyện bi hài đó. Nếu Ý Nhi là cháu ruột tôi, thì tôi cũng phải cười như thế. Hoa hậu Ý Nhi không có ý ngạo mạn gì trong câu trả lời đó. Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi. Rất nhiều người ở tuổi cô đã có những ứng xử rất văn hóa và hiểu biết. Sự thiếu hụt văn hóa làm cô trở nên kệch cỡm trước xã hội và vô lễ với tiền nhân. Ngày nay, hầu hết những đứa trẻ 4 tuổi cũng đã biết phải chào ai trước khi đi nhà trẻ về. Về ý kiến đề nghị tước danh hiệu Hoa hậu của Huỳnh Trần Ý Nhi, nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho rằng, cá nhân tôi thấy không cần thiết trong trường hợp cụ thể này, vì cô đã nhận ra lỗi của mình và xin lỗi cộng đồng. Hãy để cô sửa chữa lỗi bằng các hoạt động của cô sau này đối với cộng đồng. Điều mà tôi muốn đề nghị là giảm bớt các cuộc thi Hoa hậu đi, vì chắc chắn đây không phải là yếu tố kích cầu cho sự phát triển xã hội ở mọi nghĩa. Ngược lại, Việt Nam đang lạm dụng các cuộc thi Hoa hậu cũng như nhiều loại danh hiệu. Kèm theo đó là sự lạm phát các hành vi kém văn hóa trong mọi lĩnh vực của đất nước. Trước đó, đoạn clip Hoa hậu Ý Nhi trả lời phỏng vấn được lan truyền trên mạng xã hội. Trong đoạn clip, người đẹp 21 tuổi nhận được các câu hỏi liên quan đến quê hương của mình. Khi được yêu cầu kể tên ba người nổi tiếng ở Bình Định, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cho biết, em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và Vu Quang Trung. Câu trả lời này khiến Ý Nhi nhận nhiều lời chỉ trích, đặc biệt hội anti-fan, những người phản đối Hoa hậu Ý Nhi, tăng lên tới hơn nửa triệu thành viên sau một thời gian ngắn cô đăng quang Hoa hậu. Nhiều người cho rằng, việc Ý Nhi tự cho mình là người nổi tiếng dù chỉ mới đăng quang cách đây không lâu, thậm chí là kể tên mình trước cả tên Vu Quang Trung là việc làm thiếu khiêm tốn và có phần kịch cỡm. Phát ngôn của tân Hoa hậu Miss World Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi gây nhiều tranh cãi thời gian qua vì bị cho là thiếu chuẩn mực và có phần kiêu ngạo. Từ việc phát ngôn này, nhiều ý kiến cho rằng không chỉ Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi mà các Hoa hậu trong tương lai cũng cần có những phát ngôn tinh tế hơn. Bởi trước cuộc thi Huỳnh Trần Ý Nhi lên ngôi, đã có rất nhiều Hoa hậu khác cũng có những phát ngôn gây sốc. Gần đây, những phát ngôn của Ý Nhi giống như giọt nước làm tràn ly bởi công chúng đã quá ngán ngẩm về những cuộc thi sắc đẹp đang ngày một nhiều hơn. Cũng theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trên các đấu trường nhan sắc quốc tế, Việt Nam cũng có những hoa hậu phát ngôn gây sốc như Phạm Hương, hoa hậu Hoàng phủ Việt Nam 2015, từng bị chỉ trích khi một khán giả hỏi về bí quyết làm đẹp. Phạm Hương cho biết, đầu thai kiếp sau nha em. Hay như Lê Âu Ngân Anh, hoa hậu Đại Dương 2017, cũng từng phát ngôn sốc khi bị cư dân mạng cho rằng không xứng đáng với ngôi vị hoa hậu vì nhan sắc can thiệp giao kéo quá nhiều. Trước những ý kiến khen chê của công chúng, Lê Âu Ngân Anh đã trả lời báo chí, tôi đăng quang xứng đáng, không trả lại vương miện. Và tôi nổi trội cả về trí tuệ lẫn hình thể. Tôi tự tin về chiều cao tốt, sắc vóc tốt, hình thể đẹp, gương mặt xinh. Và lần này là Huỳnh Trần Ý Nhi. Công chúng dường như không còn lòng tin về những công việc truyền cảm hứng của Hoa hậu trong thời gian tới, khi phát ngôn lại thiếu tinh tế như vậy. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, trưởng khoa quan hệ công chúng truyền thông, Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM bày tỏ quan điểm, chưa có chuẩn nào rõ ràng cho các phát ngôn của những người nổi tiếng, nên việc chúng ta gọi đó là các phát ngôn lệch chuẩn cũng có thể tạo nên một số định kiến nhất định. Thực tế, những phát ngôn của tân Hoa hậu vừa qua đã không đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng. Cộng đồng kỳ vọng một hình mẫu đẹp toàn vẹn cả về nhan sắc, trí tuệ, cảm xúc và cách thể hiện bản thân. Khi kỳ vọng này không được đáp ứng,
công chúng sẽ bày tỏ suy nghĩ, đánh giá của mình để người nổi tiếng điều chỉnh. Phản ứng của công chúng là tích cực, nó có thể tạo ra những áp lực nhất định đối với người nổi tiếng, nhưng cũng là một cơ hội để người nổi tiếng nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng xử, xây dựng hình ảnh cá nhân đẹp và hoàn thiện hơn. Thực vậy, Ý Nhi là một hoa hậu, đại diện cho nhan sắc, trí tuệ, hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Một khi đã đội vương miện trên đầu, người đẹp cần hành xử chuẩn mực để xứng đáng với vị trí của mình. Bên cạnh đó, cô có nghĩa vụ phải làm gương trong mọi hành động, phát ngôn, đẹp từ trong ra ngoài. Vì một hoa hậu Việt Nam khi tài vị, còn cần phải sạch sẽ trên các phương tiện truyền thông. Bởi bất kỳ hành động nào của cô cũng có khả năng gây chú ý và càng bị soi kỹ. Thiết nghĩ, lời nói của hoa hậu, dù ngắn hay dài nên được chuẩn bị trước, thực hành tập luyện trước để tương xứng với tầm ảnh hưởng của vị trí một hoa hậu, được cộng đồng gửi gắm nhiều kỳ vọng. Mọi hành động phát ngôn không chỉ cần đẹp trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mà còn cần lắm sự tinh tế. Ồn ào phát ngôn của hoa hậu Ý Nhi chưa kịp lắng xuống thì Á hậu Đào Thị Hiền cũng vướng lùm xùm tương tự, theo ghi nhận trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, trong một buổi phỏng vấn, Đào Thị Hiền tham gia thử thách kể tên 5 nhân vật nổi tiếng ở Nghệ An. Cô kể tên mình trước các nhân vật lịch sử khiến khán giả bức xúc. Sau phát ngôn gây tranh cãi, Đào Thị Hiền bị lập nhóm anti-fan. Giữa ồn ào, Đào Thị Hiền đã gửi lời xin lỗi đến khán giả. Sau mấy ngày liên tục trả lời báo chí, tôi có những câu nói chưa hoàn chỉnh, chưa suy nghĩ thấu đáo. Tôi xin lỗi và mong khán giả bỏ qua. Mọi người nhắc nhở, tôi sẽ rút kinh nghiệm, cố gắng hoàn thiện bản thân, Đào Thị Hiền nói. Đoạn livestream xin lỗi của Đào Thị Hiền vấp phải ý kiến trái chiều. Nhiều cư dân mạng không hài lòng khi cô không nhìn thẳng vào máy quay và làm việc riêng. Hiện tại, phía ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam chưa có phản hồi về ồn ào của Đào Thị Hiền. Cách đây không lâu, Đào Thị Hiền giành danh hiệu Á hậu 1, cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Còn Ý Nhi đăng quang ngôi vị cao nhất. Sau chung kết, cả hai nàng hậu đều vướng tranh cãi của khán giả bởi những phát ngôn của bản thân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.